miền chân mây nghĩa chia sẻ thay trái sông đô la nẹ miền chân mây nghĩa chia sẻ thay trái sông đô la vì môn test bơ ấy lê huy la vì môn test bơ ấy lê huy la vì lan hồng đa hà phật gì rõ thay sẽ thấy sốc sai sẽ mình trong sai học chân học đầy sẽ thấy sốc sai sẽ mình trong sai học chân học đầy sẽ nằm khem cắn mắt ồ mi say sẽ nằm khem cắn mắt ồ mi say học gì rồi ngay rồi ngay chỗ ni chỉ vắng sẽ thấy chân mót rít mục rít mót nói xa thật rằng sẽ thấy chân mót rít mục rít mót nói xa thật rằng nhẹ sọc phung phong em còn băng vẹn nhẹ sọc phung phong em còn băng vẹn rộp an là rẻ tiền chứ chết mà chui thơ cả chúng kết kết tơ đây sài kê âu tái pi hạch ta chúng kết kết tơ đây sài kê âu tái pi hạch ta chúng luôn khmer son trong scol đô la chúng luôn khmer son trong scol đô la ấy lấy khoai chi sẽ thấy sọc sài miền chân mây nghe chia sẻ thay trái sốc đô la nẹ miền chân mây nghe chia sẻ thay trái sốc đô la vì môn test bơ ấy lờ vi la vì môn test bơ ấy lờ vi la vì lan hồng đa hà phật gì rõ ngày sẽ thấy sốc sai sẽ mình trong sai sẽ thấy sốc sai, rít mình trong sai, học chân học đầy. Sẽ nằm khem cắn, mắt ồ mi say. Sẽ nằm khem cắn, mắt ồ mi say. Học gì rồi thay, rồi thay chỗ đi vắng. Sẽ thấy chân mót, rít mục rít mót, đói xa thật rằng. Sẽ thấy chân mót, rít mục rít mót, đói xa thật rằng. Nẹ sọc phung phong, em còn băng vẹn. Nẹ sọc phung phong, em còn băng vẹn. Rộp an rẻ tiền, chứ chết mà chui thơ cả. Chúng kết kết tơ, tay sài kê âu tái thi hạch ta. Chúng kết kết tơ, tay sài kê âu tái thi hạch ta. Chúng lụng khuyên xót.